Và bây giờ mình cùng test chiếc camera dùng bằng pin. Nó hỗ trợ cả điện thoại 2 chiều. Đây là chiếc camera mình đang test thử dùng bằng pin. Đây là pin này các bạn. Rất nhỏ. Mình đang test ở 131 lên 1000 nhé. Xin chào quý vị các bạn, và hôm nay mình sẽ cùng quý vị các bạn cùng mở chiếc hộp chiếc camera của hãng EZFit với chiếc camera nhỏ gọn như thế này quý nhá. Và đây là cái hộp của chiếc camera, và bên trong là chiếc camera mini quý nhá. Và mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái sản phẩm này quý nhá. Và đây là chiếc sản phẩm của hãng EZFit, mã của nó là BC2 mà có chức năng cả pin quý nhá. Và đây là sản phẩm có kích cỡ nhỏ quý nhé. Và đây là một số chức năng của chiếc camera. Thì là chiếc camera này thì nó là Full HD và đàm thoại 2 chiều và xem từ khoảng 5 đến 10 mét và hỗ trợ lắp thẻ nhớ và dùng cả pin quý nhé, và có đế lâm châm. Và đây là mã sản phẩm đầy đủ của chiếc camera quý nhé, là CSBC2 20 Full HD và một số cái thể hiện thông số như là serial của sản phẩm và conversion sản phẩm của nhé. Và chúng ta cùng bóc chiếc camera này xem bên trong nó nhỏ gọn như thế nào và có những cái gì phụ kiện bên trong của nhé. Và bây giờ là mình sẽ là bóc chiếc camera. Và chiếc camera này thì đây được thiết kế ở trong cái hộp khá là nhỏ của nhé. Và đây là trong khu vực đây của nhé. Đây là cái hộp quyển sách hướng dẫn nhé. Đây, sách hướng dẫn. Và đây là chiếc đế của camera, đúng không? Chiếc đế được có đế lâm châm, và cũng mặt này hai mặt đều có lâm châm nhé. Và đây là chiếc camera mà mình đang giới thiệu cho quý vị các bạn. Đây, chiếc camera. Đây là chiếc camera mini và dùng có cả chức năng bằng pin quý nhé, và có thể là đàm thoại 2 chiều này, Full HD này. Giá đây mình sẽ bóc ra của cho quý vị được đảm bảo khá kỹ càng. Và đây là mắt camera, và đây là cái hông ngoại và phần mic của chiếc camera. Đằng sau chiếc camera thì là có nút nguồn, đây nút nguồn quý nhé. Mình sẽ view sẵn cho các bạn. Đấy, nút nguồn và khe cắm thẻ nhớ và rắc cắm nguồn và nút bật quý nhé. Đấy, mình sẽ bóc lại cẩn thận hơn một chút. Chiếc camera mini chạy bằng pin và đang khu vực này là ghi serial của sản phẩm nhé, CSBC2. Đấy, thì mình cũng giới thiệu qua về cái kiểu dáng của chiếc camera, và cái cỡ của chiếc camera ở khu vực này là 4 cm quý nhá, khoảng 4 cm, đằng này khoảng 5-6 cm. Thì đây chiếc camera này khá là nhỏ. Và phụ kiện của chiếc camera này thì đây có ốc này, ốc để chúng ta có thể bắt chân và bắt tường. Đấy. Và đây là dây nguồn để chúng ta sạc khi hết pin. Và đây là một cái miếng sắt để chúng ta có thể bắt lên trên tường hoặc trên các mặt vật dụng. Và cái chiếc này thì là chúng ta có thể nó hút vào chân đế của chiếc camera. Đấy, quý vị nhé. Đây là khi lắp vào các mặt phẳng không có sắt quý nhé. Đấy, hoặc chúng ta có thể dán luôn vào. Đây là cái tấm băng dính hai mặt và chiếc camera được lắp như thế này nhé. Và chúng ta có thể lắp đặt theo điều chỉnh theo mình góc mình muốn. Ví dụ mình lắp tường, đây cái đế lâm châm được quần này nhé. Đây chắc là chiếc camera mini của EZFit, bé nhìn này, quá bé luôn này. Vừa có pin, vừa kết nối không dây, đàm thoại 2 chiều. Đấy.
đây là các phụ kiện của chiếc camera. Mình tí nữa mình sẽ trải nghiệm hình ảnh thực tế của chiếc camera cho quý vị các bạn xem là hình ảnh của chiếc camera này như thế nào nhé. Và mình đã cũng giới thiệu qua về chiếc camera, và bây giờ mình sẽ cùng đi trải nghiệm hình ảnh thực tế của chiếc camera quý vị nhé. Và xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn, và đợi mình sẽ cùng trải nghiệm chiếc camera. Và quý vị các bạn thấy video hay thì các bạn bấm like và chia sẻ giúp mình video này, và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn quý vị các bạn ở video cùng nhau trải nghiệm hình ảnh thực tế và test các chức năng của chiếc camera. Xin chào quý vị các bạn, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách cài đặt của chiếc camera EZFit BC2 quý nhé. Và đây chúng ta hãy trước tiên chúng ta bật nguồn chiếc camera. Đây là nút nguồn, các bạn quý vị các bạn bật nó lên, bạn dí vào đây này. Bạn dí tay vào nút nguồn để chúng ta hãy bật chiếc camera lên. Đây, chiếc camera đã được bật nguồn lên, và chúng ta bắt đầu cài đặt chiếc camera. Đây thì chúng ta vào điện thoại của chúng ta để chúng ta cài đặt cái cho chiếc camera B nha quý nha. Các bạn vào CH Play, các bạn tìm kiếm phần mềm EZFit, các bạn bấm cài đặt lên. Và phần mềm EZFit đang được tải quý nhá. Và chiếc camera đây đã được bật nguồn và đèn đã nháy xanh quý nhá. Thì quý vị các bạn hãy đợi chiếc camera này kết nối xong thì chúng ta cùng trải nghiệm và test hình ảnh thực tế của chiếc camera BC2 này nó như thế nào quý nhá. Đây là chiếc camera BC2 và phần mềm EZFit đang được tải về. Quý vị các bạn hãy đợi chiếc phần mềm tải xong thì chúng ta hãy đăng ký một tài khoản EZFit ở trên điện thoại quý nhé. Thì phần mềm EZFit đã được tải xong, và các bạn kiểm tra xem. Và chúng ta kiểm tra lại. Sớt lại. Phần mềm đang được cài đặt quý vị ạ. Và phần mềm đã được tải xong quý vị nhé. Thì các bạn hãy vào bấm vào phần mềm. Và các bạn bấm cho phép. Và quý vị các bạn hãy đăng ký một tài khoản nếu quý vị các bạn chưa có tài khoản. Nếu quý vị các bạn có tài khoản rồi thì các bạn bấm vào cái tài khoản và các bạn đăng nhập. Mà bây giờ mình sẽ chưa có tài khoản thì mình bấm vào đăng ký mới. Thì quý vị các bạn hãy đánh tên vào đây. Thì ví dụ như là đây là đánh Hacom chẳng hạn. Mình chọn Việt Nam. Đây. Mình chọn Việt Nam. Bấm lưu. Và các bạn đánh tên. Bạn anh đánh vào đây. Và các bạn bấm vào số điện thoại 0914. Mình đăng ký 169845. Thì hiện tại thì các bạn hãy bỏ số 0 khi đăng ký số điện thoại quý nhé. 914 169845.
các bạn bấm tiếp theo và các bạn bấm đây, các bạn nhìn nhé, số điện thoại và tôi đồng ý. Tên này các bạn có thể đặt hoặc là không đặt cũng được, bấm tiếp theo, tiếp tục và tôi đồng ý với điều kiện đấy. Các bạn đánh mật khẩu vào tài khoản vào. Lưu ý giúp mình là đánh mật khẩu cả cả chữ lẫn số nhé, có ký tự đặc biệt ABCD. ABCD 1 2 3 4. 1 2 3 4. Các bạn bấm vào tạo tài khoản và quý vị các bạn hãy đánh cái kiểm tra tài khoản. Các bạn đánh y hệt vào giúp mình. Y hệt nhé. N này. 1 này. N1ZL. ZR. Các bạn bấm áp dụng và quý vị các bạn hãy đợi hệ thống server của bên hãng gửi một tin nhắn về cho quý vị các bạn, và là đây, tin nhắn xác thực của quý vị các bạn là 6480 và các bạn đã tạo xong cái tài khoản EZBIT và các bạn bấm có thể liên kết đến trang email hoặc là vào trang chủ để chúng ta bắt đầu cài đặt chiếc camera. Các bạn bấm không phải bây giờ và các bạn hãy bắt đầu, chúng ta hãy cài đặt cho chiếc camera BC2 này. Và quý vị các bạn hãy lưu ý giúp mình là quý vị các bạn hãy kết nối với cả cái wifi mà chiếc camera muốn kết nối. Bạn kiểm tra và cho kết nối với cả cái wifi chúng ta muốn kết nối, và đây chiếc wifi mà chúng ta muốn kết nối cho chiếc camera kết nối là đây, mình kết nối với cả wifi văn tư đây quý nhé. Và các bạn mình đã chọn rồi và các bạn hãy vào lại phần mềm EZBIT và chúng ta hãy bấm vào dấu cộng và gắn thiết bị. Và trên sản phẩm này chúng ta hãy vào mục camera, bấm vào mục camera, các bạn bấm cho phép và các bạn hãy quét cái mã vạch của sản phẩm camera đấy, thì nó sẽ thông báo, thì các bạn bấm vào tích vào cái mục là đã bật thiết bị giúp mình, bấm kế tiếp và các bạn bấm phần khởi động và các bạn bấm cho phép vị trí, bấm cho phép và các bạn bấm là đèn đã bật nháy xanh và bấm kế tiếp và chúng ta hãy đánh mật khẩu wifi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a cộng và chúng ta bấm vào chữ xong để chúng ta cho chiếc camera kết nối. Bấm kế tiếp và quý vị các bạn hãy đợi chiếc camera. Thử xem cái camera này nó đang ngủ hay là đang chế độ ngủ. Quý vị các bạn bật nó lên, nó cũng đang được bật quý nhé. Và chiếc camera này đang được kết nối với cả tài khoản EZBIT. Và chúng ta hãy đặt tên cho chiếc camera, bấm kế tiếp vào tài khoản. Quý vị các bạn hãy bấm kế tiếp để chúng ta bắt đầu cùng trải nghiệm chiếc camera như thế nào quý nhé. Và chúng ta hãy bách bỏ cái mục mật khẩu này ra đi. Đấy, và chúng ta bấm kế tiếp và chúng ta đã cài đặt xong chiếc camera.
gắn được ở trên điện thoại. Và chúng ta xem thiết bị đã bỏ đi lâu chưa. Đấy. Chúng ta bấm kế tiếp, chọn chế độ là tiết kiệm pin. Bấm kế tiếp và bắt đầu gỡ lỗi. Dừng kiểm tra. Bắt đầu chúng ta bách ra. Cài đặt đã thành công. Chúng ta bách ra. Đây, và chiếc camera đã được gắn vào tài khoản. Và chúng ta hãy cùng nhau đi trải nghiệm chiếc camera nó như thế nào quý nhé. Hai này. Và chúng ta bây giờ cùng nhau đi trải nghiệm cái hình ảnh thực tế của chiếc camera quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cùng review hình ảnh thực tế của chiếc camera này, hình ảnh như thế nào quý nhé. Hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo. Rất mong quý vị các bạn xem video thấy hay thì quý vị các bạn hãy bấm like và chia sẻ giúp mình, và hãy đăng ký kênh để nhận được video bổ ích quý nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.